Thời tiết ở Mỹ đang bắt đầu chớm đông rồi các bạn. Đây là cái phần cuối của mùa thu. Và ở đây Sang bắt gặp trên đường Sang đi công việc, Sang bắt gặp những người vô gia cư nằm lay lắt ở bên chỗ nhà ga. Nơi này là cái nơi mà bắt đầu vào mùa đông, những người vô gia cư họ thường tập trung vào những cái chỗ này để họ trú đông các bạn ạ. Tại sao họ lại phải trú đông? Tại vì bên ngoài trời mưa bão vào cái mùa này rất là nhiều và lạnh lắm, rất là lạnh. Ban đêm nhiệt độ có thể xuống 2-3 độ. Vào khoảng tháng 12 nhiệt độ sẽ âm các bạn ạ. Và thế những người vô gia cư họ sẽ chọn cho mình những cái chỗ ngủ để họ trú đông, giống như những con gấu vậy đó các bạn. Khi mà mùa đông đến, các bạn thường bắt gặp những người vô gia cư họ nằm rải rác ở chỗ nhà ga. Và họ thường tìm những cái chỗ nào có mái che để nằm không bị mưa ướt, không bị gió lạnh các bạn ạ. Nếu mà các bạn có đi làm sớm vào mùa đông lúc 5 giờ sáng giống Sang, có đôi khi các bạn cũng sẽ bắt gặp được những người vô gia cư họ nằm chết bên đường vì họ lạnh quá đó các bạn. Và sắp tới đây các bạn sẽ bắt gặp hình ảnh Sang thị nở ở Mỹ mang cà phê và mì nóng ra cho người vô gia cư. Và bây giờ Sang tiếp tục đi công việc của Sang đây. Xin chào các bạn, mình là Sang, chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Hôm nay Sang đang có mặt tại chùa Hoa Nghiêm và kế bên Sang đây là sư cô Đàm Phương. Con chào sư cô. Dạ, yeah. Phật là chào cô Sang ạ. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Sang tới đây là Sang nhận được số tiền của anh Nguyễn Văn Toàn, anh có gửi cho Sang là 500 euro. Dạ đây, Sang để màn hình luôn cho các bạn xem. Và anh có ghi như sau: chào Sang, em đi chùa thưởng thức các món ăn chay có ngon không? Xem video của em làm anh cũng thèm lắm luôn. Em nói tuần này chùa có tổ chức bán thức ăn để quyên tiền giúp đồng bào ở Việt Nam đúng không? Anh gửi Sang 500 euro, cho phép anh tặng Sang 100 euro để cùng gia đình thưởng thức nhiều món ăn ngon ở chùa. Còn 400 euro cho anh xin góp phần kính gửi sư cô để giúp đỡ đồng bào Việt Nam trong mùa Covid. Anh cảm ơn Sang rất nhiều và chúc Sang và gia đình cũng như quý sư cô luôn an vui và khỏe mạnh. Trân trọng, anh Toàn. Và hình như Sang nhớ không lầm là anh Toàn gửi lần này là lần thứ hai anh ở Đức và ở tỉnh Bonn. Sang thay mặt sư cô và Sang cũng cảm ơn anh rất là nhiều luôn ạ. Xin những cái phần phước mà Sang làm, Sang xin chia sẻ lại cho anh. Và Sang xin nói một chút là 100 euro anh tặng cho Sang thì Sang xin góp, Sang xin gửi cho sư cô để góp Việt Nam luôn ạ. Tại vì Sang biết là ở Việt Nam nhiều người đang còn khó khăn hơn mình rất là nhiều. Cho nên là thôi, coi như là chung tay với sư cô vậy ạ. Và đây là cái số tiền mà Sang đã rút ngày hôm nay. Bây giờ Sang sẽ trao cho sư cô, cho con gửi. Dạ, Phật này xin cũng thay mặt chùa Hoàng Nghiêm và cũng như những người Việt kiều ở tại những người Việt ở tại Việt Nam thì chùa cũng xin để cảm niệm công đức gia đình anh Nguyễn Văn Toàn ở Đức ở tại tỉnh Bonn, thì xin cầu Phật gia hộ cho gia đình anh thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường. A Di Đà Phật. Thì chùa có nhận được số tiền là 500 là do cô Sang Thị Nở là trao lại cho chùa để đi làm từ thiện tại Việt Nam. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. A Di Đà Phật. Sư cô có thể đếm coi có đủ không ạ? Sang thì Sang đếm rồi, nhưng mà mình trao thì mình cho mọi người cho anh biết là có đủ. Cảm ơn cô Sang ạ. Dạ đúng 500 ạ. Dạ vâng. Sang cảm ơn sư cô. Và các bạn mà biết không, sư cô có tặng cho Sang cái bánh bao nữa nè. Cái bánh bao này Sang chưa được thưởng thức. Hôm bữa Sang có làm đại tiệc đồ chay á,
Thì Sang thấy cái bánh bao này ngon quá, mình có đặt cái để ăn thử. Nhưng mà hồi sau đi ra Sang thấy hết luôn rồi. Sang thấy là những người mà ta tới đây người ta ủng hộ đó. Cho nên Sang thấy là nhanh tay lắm. Nhanh hết lắm, những cái các món ăn ở đây bên Sang thấy là rất là ngon nè các bạn. À quên. Cô dùng thử, thấy người ta ăn cũng được lắm, người ta nói cũng được. Cái bột đó rất là mềm, không có khô ạ. Và xốp nó bông á, nó bông. Cho sang xin xin sử dụng bằng tay luôn nhá. Sang cầm lên cho các bạn xem. Nhìn đã không ạ? Đó, Sang mở nhìn ở mở bên thấy trong. cái nhân cũng Dạ. nhìn. Sang sẽ mở cái phần nhân bên trong nhé. Đây nè. Đó. Cái này mới ngon nè. Thơm lắm luôn á. Đó, Sang ăn thử coi, nó đang còn nóng lắm á. Coi Sang mở ra đang còn bốc khói mà. Ăn thử cái nhân coi như thế nào. Cái nhân nó làm rất là vừa ăn thôi sư cô, rất là vừa ăn và có vị ngọt đó, vị ngọt nó cũng là của nấm, của cà rốt, của hành đó. Sang thấy là vị ngọt tự nhiên, rất là tự nhiên nha. Sang ăn thử cái nhân mà vừa nhân vừa là bánh bao coi như thế sao nhé. Thấy đa số Phật tử thì họ dùng họ cũng cũng Dạ. thấy em người ta mới ăn được sư cô cũng ngon. Sang con tới đây mấy lần rồi mà lần nào á con nhìn thấy bánh bao con đã đặt rồi mà hồi sau đi ra cũng không còn mấy lần rồi. Nhiều người họ mua để dành buổi cất tủ đông đá đó, À đến dạ. sáng họ mang ra họ hấp họ ăn rồi uống cà phê bữa sáng đó. Và cái bánh xin lỗi. Cái bánh giò ở đây Sang thấy ăn cũng ngon lắm luôn á. Rất là ngon và cái xôi vò ấy các bạn. Xôi vò cũng ngon lắm. Sang có mua mà Sang để dành ở trong tủ á, ăn không có bỏ đông đá đâu, để trong tủ lạnh á mà 1 tuần nó không có hư ha. Là sư cô làm sao á, nó khô nó không có nhão nhưng mà ăn thì rất là mềm và thơm và béo á sư cô, phải nói cái đó là bí quyết gia truyền luôn đó, rất là ngon luôn sư cô ạ. Tại cái gạo nếp á, mình phải mua gạo nếp của Thái Lan á, mềm Dạ dạ mà gạo nếp loại 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 thượng hạng á, dạ chứ còn mua loại nếp mà chung chung á thì nó cái hạt gạo nó cũng không được mềm lắm đâu. dạ À, nếu mà các bạn có thể đi vào xem cái video mà đại tiệc các món ăn chay ở của nhà Sang á thì lúc đó các bạn sẽ nhìn thấy các món chay rất là ngon luôn và đặc sản nơi chùa cũng còn có là bì cuốn nữa nè, rồi bánh mì chay, rồi bún riêu rồi bún cà ri nữa, rồi toàn các món ăn ngon không à, mà lần nào cũng có hổ qua nữa, chả cuốn nữa, ngon lắm. Vậy nha các bạn. Và nhân tiện đây cho sư cô nói một chút là tháng sau tháng 11 á, sang hỏi sư cô xem để xem coi có lễ tiệc gì không sư cô ha. Ngày 7 tháng 11 dương lịch đó, Dạ. thì chùa có tổ chức lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, Dạ. thì cũng có phát hành những thức ăn chay. Dạ. Phật này, quý vị nào có về chùa thì cần món gì thì các vị có thể tìm về nhà được ạ. Dạ Dạ, dạ. Phật. Vậy là sư cô nói là tháng ngày 7 tháng 11 thì sẽ có phát hành thức ăn tại chùa nữa đó các bạn. Nếu mà ai mà chưa có biết đến chùa thì có thể đi tới chỗ Gamidi, sau đó đi xe lửa tới Gamidi. Nếu mà từ xa thường thì Sang thấy đi xe lửa là tiện nhất. Tới Gamidi sau đó rồi đón xe tham 82 là đi 2 trạm là tới chùa rồi.
Các bạn có thể bấm lên là chùa Hoa Nghiêm ở Bỉ thì sẽ có lên cái địa chỉ, thì ở trên đó người ta có Google Map cũng chỉ cho các bạn cái đường đi cũng rất là dễ luôn các bạn ạ. Vậy là vì mình xin chào ở đây đi ha các bạn, để Sang tiếp tục ăn cái phần bánh bao của mình đây, nếu không nó nguội nó mất ngon. Vậy là video của Sang tới đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ Phật kính chào tất cả toàn thể quý vị nhé. Hẹn gặp quý vị sau ạ. A Di Đà Phật. Bye bye.